Mình đang ở đâu đây? Hả? What? Con này là cái... Bang bang nè. Con chim nè. Và con mực. Hình như lúc này mấy con này còn nhỏ hay sao á. Bây giờ là mấy con này đã được gọi là đưa đi tới biển. Ủa mà biển gì đây? Đây sa mạc mà. Bang bang nè các bạn, bang bang hồi nhỏ nè. Ơ, sao la vậy? Sao la? Có chuyện gì mà la? Nice. Để mình xem coi sau lưng mình có ai không. Ôi, sau lưng mình có con nhện. Nó đang đuổi theo kìa. Giờ sao? Mình không có làm gì được các bạn ơi. Bang bang, giúp tôi đi bang bang. Nó đuổi theo mình các bạn. Rồi, 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 hình như đã dừng lại rồi á. Dừng lại rồi kìa. No, 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 no. Rồi, các bạn có thể coi câu chuyện nha. Obila, Obila con chim các bạn ơi. Nó la nữa kìa. Sao la hoài vậy? Bình tĩnh, calm down. Awesome, tuyệt vời. À, đây là đội trưởng nè các bạn, Captain là con này nè. Captain. À, giơ tay rồi các bạn ơi. Cái gì đây, quắc quắc gì đây, đi tiếp hả? Rồi, được rồi. Bây giờ là làm gì tiếp theo đây? Để coi nó có hỏi bang bang không nha. Người có thể dừng lại, người có thể dừng lại không? Ai nói chuyện vậy ta? Ui, mình bỏ xa nó rồi kìa. Nó chạy hết đường rồi, nó dí không kìa, mình đi xe mà. Nữa, cái con chim này cứ hỏi nó là la các bạn. Mình chưa... Ôi gì vậy? Nếu như thấy cái miệng gì đó các bạn ơi, nếu như mà mình thấy cái miệng... Ôi, cẩn thận, cái chân, coi chứ... Lái xe nhìn đường đi, ông ơi. Trời ơi, ông hại cả đám rồi. Ủa? Sao mình lại là con này? What? Tiếp tục mình lại là cái con mực này các bạn ơi. Hình như đằng kia có cái tay của... Bang Bang à? Ở phải George Jumbo à? Thì không phải cái tay của con George Jumbo đâu các bạn. George Jumbo nó màu xanh lá, con này lá màu xanh ngọc mà. Tối vậy sao thấy được? Rồi bấm đường các bạn ơi. Chắc chắn là có một cái con gì đó trong này. Rồi. Đấy. Đấy, ngon lành chưa? Mỗi lần qua cái con này mình thấy chóng mặt quá bạn ơi. Nó nhìn nó sao sao á. Sáng lên rồi kìa. Ở đây còn nè. Ở đây cái nữa. Rồi. Đây cái nữa. Rồi sáng lên rồi bạn ơi. Ồ. Một cái đường đi nè. Đi thôi. Wow. Ê, lố bây giờ. Rồi. Wow. Cái gì vậy? Thử thách à? Ơ? Đừng thử thách anh, trời. Anh nóng. Đừng để anh nóng. Thử thách anh bằng niềm tin à? Ui, ghê à? Ghê à? Ê. Trời. Từ từ, bình tĩnh, bình tĩnh, bình tĩnh. Bình tĩnh lại men. Đấy. Cái nữa. Yes. Rồi được cái rồi. Còn cái nào nữa không? Cái này nó hiện lên rồi. Đấy nó hiện cái này lên. Bấm vô. Nhanh hơn các bạn ơi. Nó nhanh hơn. Nó nhanh hơn. Nó nhanh hơn các bạn. Ồ ghê đấy. Ôi. Ui. Từ từ nha. Chúng. Ây. Chúng. Ây. Bực quá. Nó chạy nhanh quá các bạn. Thôi mình cứ canh đây nè. Chúng. Bỏ cái này. Cái thứ hai chúng. Bỏ cái này. Cái này chúng. Đấy. Anh phải canh nhịp. Từ cái này bỏ. Bỏ cái này. Bỏ cái này luôn. Chúng. Đấy sờ. Khao mà khó được anh. Tiếp tục. Oh, what? Này thì này thì dễ mà các bạn. Dễ mà. Cứ làm giống như video là được. 1 2 3 4. Rồi đúng rồi. 1 2 1 2 3 4 5. Đấy, trời ơi, anh tính ít rồi, đừng tưởng anh không biết. Hay chưa?
Không, hai lần là sẽ trúng một cái. Cứ ba lần trúng cái nữa, bốn lần trúng cái, năm lần trúng luôn. Tuyệt vời. Làm khó Enderman sao mà được. Qua rồi các bạn. Tiếp tục nha. Nói chung là bây giờ không biết sẽ như thế nào nữa. Cửa này sao nó khóa vậy? Ơ, lại hôn ngắt xỉu nữa rồi. Cứu tôi, bà con ơi. Ồ, cuối cùng thì bạn cũng đã dậy rồi. Ồ, cô giáo bà Balena. Nhưng mà cộng thêm đó là hả, ở đây thực sự là rất là sợ các bạn ơi. Và có một cái gì đó khổng lồ, một màu xanh khổng lồ, Big Green các bạn. Chắc còn Justin Bowl gì nữa. Rồi, từ từ nha. Mình đang ngồi học cùng với những người này các bạn ơi. Rồi bây giờ là Enchanting. Không được à? Bây giờ là cái này là cái gì đây? Ê, cái bà này bà nhìn mình nãy giờ thấy cũng nghi. Nhưng mà mình thấy lúc này là đang còn nhỏ thì phải. Mở cửa này ra xem như thế nào. Sao ta? Mình sẽ cho bài thử ra đây coi. Cái bài mình đâu ta? Từ đó. Nhìn tôi dữ vậy bà. Ui, quay chỗ khác kìa. Đây, bye bye đây rồi. Bây giờ mình sẽ cho bye bye nó ủi vô cái này. Rồi coi nó có ngã xuống không. Ây da, không được rồi. Sao thấy ghê ghê sao ta. Mấy cái này là sao ta. Sit down. Có ai vô bạn ơi. Ngồi nè. Đừng có nhìn nữa, nhìn ghê quá. Nhìn bà này nhìn ghê quá. Biết ngay là con Justin Bowl mà. Cái con màu xanh, cái con xanh khổng lồ là con này chứ ai. No. Ui, mình ngồi xuống rồi mà. Ơi. Giờ mình có làm được cái gì không trời. Để xem con mình có lấy được cái gì không đã. Mấy cục này là gì đây. À, ui, mình lấy được mấy cục này nè các bạn. Wow, you are where cool. Rồi từ từ. Ở đây có rất là nhiều cục nè. Lấy đại mấy cục này là gì đây. À, bắt con cua à. Nếu bắt con cua vậy thì cái này qua đây. Đấy. Còn cái này mình biết, cái này mình biết các bạn. Đấy. Đấy, tuyệt vời. Ủa, lấy vô. Rồi, lấy cái này lại đúng không. Ủa, mình không lấy được à. Đấy, ơi, mình lấy được nè. Rồi, tiếp tục. Qua đây đúng không? Cẩn thận các bạn ơi, cái con kia nó tới. Rồi, mình đặt cái cục ở đây. Một cục ở đây. Nhảy lên được không? Ui, nó tới. Sit down. Đây, mình có thể sit down này các bạn. Wow, làm hú hồn thế nha. Rồi, được rồi. Xem coi như thế nào nha. Nhìn bà này ghê quá, cứ nhìn tôi hoài vậy. Để xem coi. Hồi nãy là mình không biết ngồi. Mình vô chỗ ngồi nhưng mà mình không chịu ngồi xuống mà mình đứng. Bởi vậy nó bắt mình là đúng rồi. Đây chính là George Jumbo. Nào à, nó đang nhìn trong đây các bạn ơi. Nó đang nhìn coi có ai làm gì không á. Đèn sáng chưa. Đèn xanh vậy là không được. Ui. Ủa. Sao bắt mình. Rồi. Đây cái. Lên. Qua. Lên. Qua. Đấy. Bắt con cua bạn ơi, cái này phải có. Đừng có bị rung quá, bắt con cua nó mới ổn định được các bạn. Rồi, đóng cái cửa lại. Trời ơi, dễ bậy cái gì vậy trời, mệt quá. Vô. Chạy đi chị gái. Rồi, bây giờ là nó chuẩn bị rồi các bạn ơi. Bây giờ là mình chắc là vô phòng này ha. Ui. Chưa thấy. Rồi. Xem có gì không. Sao con này nó ngủ ghế vậy ta. Hồi nãy rõ ràng nó đi chung với con bạn gái đó mà. Con Nap là Lena đúng không. Nó tên là Nap. Rồi từ. Không biết có bị gì không ta. Bây giờ là sao ta. Chắc là mình phải đặt một lóc ở đây. Một lóc ở đây xong mình nhảy từ này qua đây xong nhảy vô kia. Ok. Bây giờ để xem coi nó có nói gì không. Nếu mà nó có nói gì thì mình là bị bắt. Rồi nó không nói gì rồi. Yes, ngon. Rồi mở cửa ra. Rồi đặt một lóc ở đây. Đấy. Rồi, thôi. Cho nó bay vô đây trước đi. Rồi, sau đó mình sẽ đặt một lóc ở đây. Ui, cái kia mình bấm được không ta. Rồi, cái này tiếp theo là ở đâu đây.
nó bay ở đây đi. Từ. Ui bấm cái này sao bấm? What? Ui. Giờ sao đây? Giờ bay vào kìa. Ấy. Sao bấm được ta? Có cái nút ở trên này nè các bạn. Đấy, được rồi nè. Rồi. Ấy, bay lệch nữa hả? Rồi được rồi. Lấy. Bơi, chạy. Gúp. Giờ làm gì đây? Giờ mình làm gì ta? Lẹ. Đấy. Cứ mở không? Đấy, phải vậy chứ. Hay quá. Ui, bà đi đâu kìa? Hey, đi theo tôi à? Đây là phòng của mấy con này. Tiếp theo là phòng... Bà này bà đi đâu ta? Hay là đi theo bà? Phòng bên này là phòng của ai đây? Phòng... Ý, phòng của con Queen nè. Con Queen đó bạn. Cái con... kiểu như công chúa hả? À, hoàng hậu. Rồi. Đi đâu đây? Xem bà đưa mình đâu các bạn ơi. Đấy, chúng ta đang đi theo gọi là hả? Bambalena. Bạn gái của Bang. Thì bà đang chắc là bà về phòng của mình nè. Phòng của mình nè. Đó. Ủa, phải à? Đi đâu đây? Ui cung băng nè. Cuối cùng cũng tìm được cung băng rồi các bạn ơi. Đi theo xem như thế nào. Cái đường này là cái chỗ hồi nãy canteen mà. Là cái chỗ này là ba con này đúng không? Về chỗ rồi nè. Về đâu đây? Ơi bạn đâu vậy? Ơi Lena. Bye Lena, bạn đâu vậy? Ê. À. Rồi bây giờ bay quay về cái chỗ lớp học của bà trốn các bạn ơi. À tin tôi đi, không có ai gọi là hả muốn rồi đâu. Rồi. Bây giờ là mình lên trên thôi. Rồi tôi hiểu rồi. Bye bye bà nha. Bye bye. Rồi. Bây giờ mình bỏ đây con. Wow. Cái gì? Có một người đang đứng các bạn ơi. Con cua này là ai đây? Màu trắng này là ai? Bye bye Lena. Đúng không? Cái chỗ này là cái chỗ đầu tiên. Ủa tắt tiêu rồi. Cái chỗ đó là chỗ của con chim các bạn, chỗ đầu tiên luôn á. Xong chưa? Xong rồi đúng không? Bây giờ là xong rồi các bạn. Mình còn chưa biết là mình phải đi đâu đi nữa nè. Chắc có lẽ là mình sẽ đi đâu tiếp theo đây. Chọn phương hướng các bạn ơi. Cửa màu xanh đằng kia. Hay là sẽ qua những hướng này. À, chắc là qua cửa màu xanh đi. Let's go. Đi xem như thế nào. Không ngờ á là phần này khó đến như vậy các bạn, khó thật sự. Nó sẽ thử thách chúng ta làm những cái nhiệm vụ mà gọi là phải nhanh gọn lẹ luôn á, chứ chúng ta không được chần chừ là chúng ta sẽ dễ gọi là bị bắt đó, giống như hồi nãy bị bắt ha. Mình cũng phải gọi là cố gắng tập luyện nhanh lắm mới được ấy. Rồi gì vậy? Đây là cái thang máy mà chúng ta đang đi, nó sẽ tới cái chỗ màu xanh như thế này. À màu xanh đúng rồi, chuẩn rồi, mình lấy được cái chìa khóa màu xanh rồi đúng không? Bây giờ qua đây là chuẩn luôn các bạn, không còn gì chỉnh nữa. Rồi let's go. Vô, mở cửa. What? Cái gì đấy? Chỗ này là chỗ con chim à. À, con này con khác các bạn. Con kia màu tím, con này màu xanh. Con này là Tata Bird. À, Rotec do lớp 1. Đây lớp U, back the same. À, rồi ở đây là hai con chim này cộng lại thì thành cái gì? Rồi cái con chim này trừ quả trứng thành cái gì? Mà cộng quả trứng thành cái gì? Trời ơi, cái gì vậy? Giải mã cuộc sống à. Tôi bó tay rồi đó. Đừng giải mã với tôi mở cửa trước cái đã, tôi coi. Ha, hello. Cute for my way thế nhờ. Hey, có giúp gì được cho anh ông bé chim? Sao mặt buồn vậy? Tôi biết ngay mà. Tôi biết. Cho anh cũng phải vừa thôi chứ. Giờ sao ta? Cửa này chắc chắn là không nên vô rồi đó. Thì mình nghĩ vậy nè. Một quả trứng thì chỉ là một thôi. Một quả trứng còn một quả trứng, hai quả trứng. Một quả trứng còn con chim này thành gì trời? Hết cỡ à. Vậy nếu mà con chim này á trừ cho quả trứng này thì là 4 đúng không? Wow, hiểu rồi. Vậy con chim này là hết cỡ. À con chim này là 4, nhưng mà cộng thì cái này là gọi hiểu rồi. Vậy nếu con chim này thì sao? Hai con chim này cộng lại chắc là 5 hết cỡ rồi. Con chim này trừ cho quả trứng thì chắc là còn 4. Cái gì cũng giống mà. 5. Con chim này là 4. Ủa? Sao
sao sai ta? Cái này là mình cũng chả biết nữa. 1, 2, 5. Hồi nãy 4 không được, 5 được thì là 3. Rồi bên đây thì sao đây? Hai con này chắc là 5 hả? Con này chịu quá trứng. Từ từ, trứng là 3 ta, hay là 1? Chả biết nữa. Chọn đại đi. Này 5. Sai rồi. Này này 5, 3. Rồi cái này là 5 đi. Này là 1 đúng không? Rồi cái này là 1 cộng con quả trứng thì 3 đại đi bạn ơi. 1 vẫn sai. Lại coi. 1, 2, 5. Hồi nãy 4 không được, 5 cũng không được. Hay là 3 đi. Rồi bên đây thì sao? Hai con chim này chắc là không bằng con chim kia không? Con chim kia cộng quả trứng là 5 à. Hai con chim này cộng với nhau là 4 mà được. 4. Số mấy giờ mình không biết luôn các bạn. Sao ngu ngu sao nha. Ô, chính xác. Ngon. Cửa nào mở đây? Cửa này mở đúng không? Rồi cái gì đây? Ồ, một con mới nè các bạn ơi, Mr. Kabobman. Rồi, là nói đúng không? Yeah, chắc đi vườn này. Hồi nãy là đừng nên đi cửa kia các bạn ơi. Cửa kia có con chim đó, nó đang bảo vệ mấy đàn con của nó, mình cũng không vô được. Nên là thôi. Đấy, rồi, tiếp tục. Sao mà cái này nó lâu ơi là lâu luôn các bạn. Lâu thiệt là lâu luôn. Sao cửa nhiều vậy? Ê, ui, cửa nhiều lắm bạn. Có tờ giấy nè. Rồi đây là tờ giấy của Jellyfish. Cái tờ giấy mình không cần các bạn ơi. Giờ quan trọng là mở cửa ra coi có gì bên trong rồi nè. Rồi chắc là không có gì rồi. Không có gì đúng không? Không có gì hết, tiếp tục. Sao cửa nó dài vậy ta? Nhìn trong kia có gì kìa. Wow. Cái này cái gì đây? Nghe tiếng, bấm cái này. Rồi sau đó lên trên nè. Rồi cái này bắn vô đây. Rồi nói chung là bây giờ nghe tiếng là bấm cái nút đó, đúng không? Vậy thì mình phải gọi cho cái con gì tới chứ. Ôi trời ơi, cái gì vậy? Nghe tiếng là bấm cái này. Nghe tiếng rồi các bạn ơi. Nhảy qua được không? Con gì vậy? Muốn gì? Con này hai đầu các bạn, nhưng mà hai đầu của nó khá là dị nha. Đây mình phải né cái tuyệt chiêu của nó bạn. Một bên là con tắc kè, còn một bên là con rùa các bạn. Cái đầu này đầu rùa chắc luôn là đầu chọc nè. Kéo con gì mình tới. Ê, nó chuẩn bị làm gì mình kìa. Chuẩn bị làm gì kìa. Wow. Ui tú bên kia lần à. Tới không? Sao nó bay tới được? Ê da, từ từ để nó chuẩn bị nó làm gì mình đi rồi mình mới bay tới đó được các bạn. Kìa. Quá lẹ. Có con này làm rung vậy sao được? Trúng không? Ê da, xa quá sao mình đánh được? Ê da, xa quá bạn ơi. À, nhảy qua được. Nhảy qua được mà, nhảy qua này được mà. Trời ơi, bay tới đây nè. Rồi, thấy ghê chưa. Rồi, nó rớt cái gì nè. Đây. Chính là cái này hồi nãy nó chỉ mình các bạn, nó chỉ trên cái hình nè. Kìa, nó chuẩn bị, nó gọi là nó chơi, nó phun cái gì kìa, anh em ơi. Rồi, kéo con này về đây, lẹ lửa ra đây. Giờ không biết là được 3 cái hay là 2 cái, 4 cái này không biết nữa. 3 cái pháo hoa rồi đấy, cái này cái thứ 3 nè. Đấy các bạn thấy không, nó làm cho rung cái girl. Yeah, vẫn còn à. Ồ, đứng dậy kìa. Sao thế? Yes sir. Tuyệt vời. Có tấm ván bên này. Khoan từ từ. Mình mới thấy có tấm ván bên này nó rớt cả các bạn. Hình như là có gì bên này nè. Đây. Ôi, cái gì đấy? À, cái nón sinh nhật các bạn. Cái nón này giống của em Quang ha. Một cái hình nè. Hình này là sự kết hợp giữa. À, có khi nào con rùa hồi nãy là cái con mà cái mặt bự chà bá hồi nãy mình thấy ở biển không ta?
Cũng có thể đó các bạn, nhìn rất giống luôn nha. Rồi đi tiếp. Come on man, come on, chúng ta sẽ làm được. Bây giờ mình quay lại cho các bạn thấy đường nó dài không. Đấy, bây giờ mình quay lại chỗ này nè. Mình không biết là, à hay là mình lại mình gặp cái con kia ta. Chị, tại vì trong chỗ này á, bây giờ chỉ còn đúng một cái con này thôi, cái con này nè. Con này tên là Mr. K-pop. Hello. À, mình đeo cho nó hả? Ồ. 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 Tiếng này la ghê vậy. What? Ủa, sao con chim kia nó đây? Hey. Đi đi. Đi 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 đi. Giờ sao? Hay là mình ra mình gặp chim này ta? Được không? Không được, gặp con chim này nó lại mổ mình nữa. Ui. Nhìn ghê vậy. Nó sợ các bạn, nhìn mình ghê quá. Hai con lần hay sao ấy. Để có một con ở đây nữa nè. Các bạn nhìn con mắt của nó kìa. Ghê chưa? Rồi bây giờ mình phải làm sao ta? Từ từ đã, để mình thử xem coi. Để mình thử coi con này có đi được không. Rồi, đi nào, đi nào, đi nào. Đi đi. À. À, rồi rồi rồi, hiểu rồi. À, mình bấm vô cái này thì nó, mình bấm cái này nào mình sẽ kéo đi, còn mình bấm đằng sau nó sẽ phát ra tiếng. Rồi. Rồi đi tiếp đi, tiếp đi, đúng rồi, đi tiếp đi. Đúng rồi bạn ơi. Chắc con này nó sẽ làm gì mấy con chim nó sợ các bạn. Hay là mình sẽ lừa mấy con chim ta? Triton, behave. Con chim nào dám tới đây không? À, à, mình làm cho con này sợ để mình bắt nó bạn. Rồi sao nữa? Hiểu rồi. Mình làm cho con chim này nó sợ sao mình bắt nó. Ôi, cửa đóng rồi sao đi? Cửa mở kìa. No, 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 no. Gì vậy? Đừng mà. Chúng ta là những người quen nhau mà. La đi, la đi, la đi, la đi. Ôi ôi, cái gì trời. Thì ra là mình phải nhảy lên lưng của con chim này các bạn. Nhưng mà hơi khó nha. Bây giờ là nó đang đứng đây nè. Mình sẽ kéo con này lại. Nhảy lên lưng nó không biết là có bấm gì hay không nữa. Hay là nhảy lên cái bèo qua xong nó không biết. Thôi thử xem như thế nào. Cố gắng lên, cố gắng lên. Rồi. Sắp rồi đó, sắp rồi đó, sắp rồi đó các bạn. Rồi. La. Chạy đâu con chim này, lên đây. Bây giờ là mình sẽ canh đứng nhảy nha. Nhảy lưng đúng không? Cố lên. Để canh nó leo lên các bạn. Đây nó đây, nó đây, nó đây. Đây. Yes. Được rồi nè. Ô ô ô gì vậy? Đi đâu vậy? What? Ô, con chim màu hồng đây nè. Các bạn thấy không? Đây là một gia đình luôn bạn. Trong đây rất là nhiều gọi là hạ cặp đôi với nhau các bạn ơi. Nào là Bang Bang, rồi Bang Bang Lena, rồi con Nắp Nắp, rồi con Nắp Nắp Lena, rồi bây giờ con hai con này nữa. Con này là Natta hay gì nè, con này là Olia. Anh Phạm không quên mất tiêu rồi, quên tên rồi các bạn ơi. À bấm cái này à. À. Bây giờ mình làm gì tiếp theo đây? Mình không có điều khiển được con này. À bỏ con chim lên đây à. Sao nữa? À bấm cái này. Rồi. Được rồi. Sao đây? Con chim này sao cái mỏ nó cong xuống vậy ta? Cái con này nó mỏ nó dài rồi mà. Ú. Lại là con này. Ồ, bird riding à. À, đây là một cái gọi là phát hiện mới. Kiểu như là mình có thể lái cưỡi được con chim này các bạn. Rồi. Mà sao mình cảm giác cái con này nó không có gọi là hiền lành cho lắm nha. Từ nãy giờ mình thấy nó sao sao các bạn. Giống như nó đang cố gắng làm quen với mình. Ủa gì? Đang cố gắng làm quen với mình. Ô, Bang Bang kìa. What? Nhưng mà rõ ràng hồi nãy mình đi cùng chuyến đi với cái con này Bang Bang rồi con Captain với lại cái con chim này nè. Bang Bang bị sao vậy ta? Hey, Bang Bang, are you okay? Chắc là không ổn rồi các bạn ơi. Mình nhìn nó kiểu lè lưỡi luôn kìa. Rồi, giờ sao đây?
thanks to him. Wow. Xem coi như thế nào nha các bạn. Ủa, mất tiêu rồi. Đi mất tiêu rồi các bạn. Bây giờ là phải đứng đây đợi nó nói chuyện xong cái đã. Ủa, Why what? Các bạn nhìn cú mấy bắt. Ủa, nó tự chạy luôn bạn ơi. Mình không thể điều khiển được luôn nha. Nó tự chạy nè. Chạy đi. Đúng rồi, chở con chạy đi. Vô. Rồi bây giờ sao đây? Mình không thể điều khiển luôn, nó tự chạy luôn bạn ơi, nó tự chạy hết luôn. Trời ơi, có con chim kia á, nó là gọi là có con chim cái các bạn. Nên là nó chạy. No, bạn phải đuổi theo kia. What lại với mình? Ôi! Ủa là sao? Nãy giờ có bạn nào để ý cái đèn không? Cái màu này của con chim này nè. Còn màu hồng kia là của con chim kia. Rồi bây giờ mình phải đi chậm lại. Nhanh lên bà ơi. Cố lên. Đó, nói chung là con này nó chạy chậm hơn con của mình. Mình phải gọi là chậm thì là chậm để cho nó vượt qua các bạn ơi. À, kiểu như vậy nè. Rồi cố lên. Vậy là hồi nãy mình không có để ý cái màu của mình các bạn. Mình không để ý cái màu của mình nên là mình cho nó đi qua là không đúng rồi. Đó, nhưng màu hồng này thì được nè. Rồi tiếp tục là cái màu xanh này là chắc là do để mình nè các bạn ơi. Tăng tốc lên tí, đi trước nha. Bạn đuổi sau lưng rồi. Đấy, anh này nó chạy đi. Đây phải không? Cái đoạn này đoạn thứ 3 đúng không? Vậy cái đoạn này của mình luôn. Màu này của mình nè, màu này của con chim này mới đúng chứ phải của mình nữa. Rồi, chuẩn rồi đó. Cố lên. Rồi màu hồng của bà kia. Chạy nhanh lên, con bang này sau lưng á. Chạy nhanh đi. Đang chở con nên chạy không có được nhanh cho lắm các bạn ơi. Thông cảm. Rồi. Tiếp tục. À đây. Tiếp tục là bà chở con nè. Có con bang này sao nó cứ đuổi theo mình hoài vậy ta. Không ổn đâu, mình chạy chậm quá cũng không được các bạn. Rồi. Để tôi chạy trước. Ê, màu của tôi. Khoảng cách càng lúc nó càng gần rồi nên là mình phải chạy canh chừng các bạn ơi. Canh chừng. Cầm chừng lại. Đấy, chạy đi. Đó. Các bạn thấy chưa? No. Đó, khoảng cách nó đang gần lại nên là mình phải tăng tốc các bạn. Tăng tốc theo kiểu mà gọi là nhanh luôn á. Cái này của bà. Bà lẹ lên, tôi sắp tới đích rồi kìa, nhanh lên. Ui. Nhanh, bà được. Nhanh. Mình của mình á thì mình được mình nhanh lắm bạn. Rồi. Qua đây. Của mình luôn. Nhanh lên bà ơi. Nhanh lên tí đi. Của bà kìa. Của bà kìa nhanh lên. Rồi, sợ quá, sợ nó dí theo mình các bạn. Rồi. Của bà luôn các bạn ơi. Cố lên. Rồi, sao nhiều vậy? Hết chưa? Hết rồi. Ui, trời ơi, trốn hả? Đi trốn các bạn à. Oh no. Tôi nó gặp bây giờ. Rồi, xong luôn. Nó thấy mình giờ sao? Thôi, bang, tha tôi đi bang ơi. Ui, gì vậy? Ô, con chó Simba. What? Chạy đi. Ui, cái gì vậy? Con chó Simba đang đối đầu với con bang. Mình đang chạy lên trên các bạn ơi. Đứng lên trên coi. Ui, đánh nhau kìa. Chó Simba và bang, ai mạnh hơn đây? Quay. Trời ơi. Thì ra cái tai của con chó Simba nó màu đỏ là cũng có lý do các bạn. Nó đấm con bang suốt ngày mà. No, stop. Con kia cản lại rồi. Ai vậy, ai là chùm đây? Stop. Cả hai người hãy dừng lại. Vô. Nó cản con chó Simba. Ôi, chó Simba đấm nó luôn à. Ôi. Ơ, chim bị sao vậy? Ơi, oh no. Là sao? Tắt đèn rồi. Đây, mình đi được rồi các bạn. Nhưng mà bây giờ mình chưa biết chuyện gì sẽ ra nè. Ơ, con chim đi theo mình. Còn con chim này thôi. Find the kingdom, find the safari, do not lie the jet. Ui, tôi không biết, tôi không tìm gì hết á. Tôi đi đây. Mà sao đi theo tôi như vậy? Chim này. Tụi nó đánh nhau các bạn ơi, ghê quá. Wow. Xong rồi đó. Mình nghĩ là xong rồi đấy các bạn ơi. Vậy là nếu mà cái ông nãy giờ là chưa có thấy hai nhân vật mới là con kangaroo với lại cái ông cảnh sát trưởng các bạn. Yes, phần 4 sẽ có ông cảnh sát trưởng, hình của ổng nè. Rồi, và cảm ơn bạn xem video này. Chưa thấy tựa game nào khó như thế này. Và nếu thấy đừng quên là xin mời một like và đăng ký kênh, sẽ xem một kênh nếu bạn phải chơi muốn hình nha. Và vừa rồi là mình cũng đã phá đảo thế giới ảo rồi các bạn. Thì bạn nào mà gọi là hả đoán xem là phần tiếp theo sẽ như thế nào thì bình luận bên dưới nha. Rồi thôi, hẹn gặp lại các bạn sau.